Ok, khán giả Năng thì hôm nay Khang rất là được hân hạnh được Thiên. Thiên là một người bạn coi như là từ trung high học school. High school đúng không? Vì ngày mình làm phim đúng không? Nhưng mà Thiên là người nổi tiếng thì Khang chỉ là đi dạy thôi, no no. Thì đó, Khang đã nói rồi. Hôm nay Khang được đi lang thang tới xem phim Mai lần đầu tiên chiếu tại Mỹ Năng. Phim này có hay không? Và đặc biệt mình được đi thảm đỏ, mình gặp được chị đẹp, anh đẹp. Mình nghĩ vì sao? Còn Khang cũng không muốn mọi người mất thời gian chờ. Khang sẽ nói với khán giả cái cảm nghĩ của Khang về phim này nè. Khang nghĩ ra sao? Hay lắm. Ok, vậy bây giờ mình còn nói gì nữa? Xin khán giả tiếp tục theo dõi phần cái tiếp nè. Mình còn rất là nhiều sự thú vị về đi thảm đỏ, coi xem phim Mai lần đầu tiên tại Mỹ đang. Nhưng mà phim hay quá, mình phải ở lại mình nghe. Let's go! Hey, quý khán giả mọi người đang trên chương trình Passport to Thành Công. Và hôm nay đặc biệt Khang có mặt tại phim trường một rạp hát Irvine Spectrum Center tại Regal Irvine Spectrum Center. Và đặc biệt hôm nay cái đăng để cái episode này, Khang không có dự định để làm cái chương trình hôm nay, nhưng mà Khang hôm nay được có cơ hội một lần nữa được mời đi red carpet, là tại vì người bạn yêu quý của Khang, anh Thiên từ hãng phim 3388, hôm nay có tổ chức một cái buổi gọi là red carpet của cái phim Mai. Khán giả thấy không, Khang đang ngồi đây nè, đó phim Mai. Phim Mai này thì dĩ nhiên nhiều người nào mà có coi phim ở Việt Nam hay là chú ý về những phim ảnh Việt Nam thì cũng biết phim này rất là mới, rất là nổi tiếng. Khang thì chưa bao giờ được coi, chưa giờ coi phim Mai và chưa cũng không có hiểu biết phim này là gì. Nhưng mà vì hôm nay mình tới ủng hộ người bạn của mình thì mình sẽ đi xem. Nhưng mà hôm nay mình có hai cái năng mình sẽ làm nào. Một cái là mình sẽ tìm hiểu thêm về những người bình thường như Khang đi hơn mà đi xem red carpet, đối với so sánh với những người nổi tiếng mà thường thường mình thấy mặt ở tại red carpet thì nó sẽ khác biệt cái gì. Và sau đó mình sẽ có cơ hội mình sẽ được xem phim Mai và mình sẽ coi và mình nói cái cảm nghĩ của mình. Thì Khang không phải là một người review phim coi như là professional nên Khang chỉ nói được gì những cái gì mà trong lý tưởng, trong cái đề nghị của Khang. Và hôm nay mình có cơ hội mình sẽ được gặp người bạn của Khang, Thiên, để nói chuyện thêm về cái phim Mai và những cái lịch trình chiếu ở đâu sẽ ra sao. Thì khán giả Năng cùng theo Khang Năng. Alright, let's go get a seat. Oh wow, Michael, what are you doing here, Michael? We're here for you, Michael. I'm here for you. I'm here for you. Oops, sorry. Oh my God, người nổi tiếng, người nổi tiếng. American and European theatrical distributor. Oh my God, người nổi tiếng quá, người nổi tiếng quá. Oh my God, nổi tiếng quá. Woo. Hi. I know you guys not here for me. So I'm here for you. Thank you. Welcome in tonight. It's a special night, it's a very, very special night. My broke so many records in Vietnam. So when we took on Mai, we knew we have to do something phenomenal for this film. And across two continents in the same day. So it's a pretty big deal. We're very, very proud because this marked the first ever film to be released in North America and Europe on the same day across all Europe and US. I have a very, very special guest tonight. I'm all the way from Vietnam. So let's cut to the chase and bring up the man of the hour, Mr. Van Thanh. Woo! I'm so glad to be here. It's my honor to have you all here. Nó tiếng Việt đấy, dạ. Tại vì thưa quý vị, hôm nay Trấn Thành phải nói là rất là hạnh diện thật sự luôn. Từ nãy giờ đứng đi vào trong cái khán phòng này vẫn rất là xúc động và bồi hồi á. Tại vì anh nghĩ đây là lần đầu tiên mà Thành đã làm ban phim rồi, thì mỗi một phim cũng có những thành công nhất định. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Thành đã có cơ hội được premiere, làm cái premiere tại Hoa Kỳ. Mà hồi nãy được chị Khánh Hà bên tổ chức phòng cũng có khoe là
đây là một trong những cái rạp rất là nổi tiếng và lớn tại Cali. Thì khi có một bộ phim Việt Nam được công chiếu đây và premiere đây, đó là một cái bản phim rất là lớn cho Trấn Thành. Và sẽ một lần nữa được đại diện cho công ty Trấn Thành Town và nhà cùng sản xuất ở đây, các celebrity có chị Marito của Trung tâm Thiên Nga cũng đã có mặt ở đây, với chị Khánh Hà từ Trung Phong, rồi danh ca Ngọc Anh cũng đến đây, rồi anh Đan Nguyên, Dương Triệu Vũ, Thanh Thảo vân vân, và các anh chị Trúc Lan, Trúc Linh cũng đến đây, và còn nhiều anh chị nữa là không nhớ hết tên, nhưng mà rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến cái premiere bộ phim Mai lần này. Đây chỉ là tác phẩm thứ 3 trong sự nghiệp làm đạo diễn của Trấn Thành nên hy vọng là và ngay cái lúc mà mọi người yêu thương bộ phim nhiều nhất thì đáng lẽ cái Hào Quang đó chị lại phải nghỉ ngơi và làm việc ở Mỹ, không có thời gian đi trở về Việt Nam, thì hôm nay cho Trấn Thành để introduce to all of you, please have you welcome diễn viên Hồng Đào. Anh biết không, cái rạp này là 2/3 là bạn chị Trinh, bạn nó hơi lớn. Trước tiên thì chị cảm ơn Trấn Thành, đạo diễn bộ phim lúc nào cũng tìm, các bạn biết không, mình thường thường mình hay nói giỡn là Trấn Thành mắc nợ của Hồng Đào kiếp trước, cho nên là bạn ấy lúc nào cũng tìm kiếm một cái cơ hội để cho Hồng Đào có dịp thể hiện cái vai vế của mình trong cái nghề nghiệp của mình. Anh bạn trẻ này là anh bục ngang công việc, nhưng mà khi mà Hồng Đào báo Hồng Đào không thể về Cine Tour được thì Thành có nhắn là thôi chị vui khỏe là anh yên tâm rồi, chị cứ để đó em sẽ trực tiếp lại những cái buổi Cine Tour hay là premiere cho anh. Hôm nay là và quý vị sẽ xem kỹ cái vai này nha, tại vì đây là diễn viên duy nhất trong bộ phim tới bây giờ mới được xem phim của mình đóng. Đây là diễn viên duy nhất chưa xem phim trong bộ phim này thưa quý vị, và bây giờ chị Hồng Đào mới xem phim cùng với quý vị trải nghiệm lần đầu tiên, và mời quý vị cùng xem. Mà mày ngon đó, ngon xứng đôi vừa lứa. Em ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Mày điên rồi. Một bên dương chơi, tao mới tám. Một bên gái già, lớn hơn 8 tuổi. Thì sao? Thì yếu chứ sao? Mày, ủa? Em là người còn cảm xúc cái đàn ông nữa. Yêu mình nè. Nó là your man, your perfect man. Dạ, mấy mai mới được hút xong rồi. Mày có giống tao không vậy? Sao tao ghét mày quá. Chứ giờ anh muốn gì đó thôi. Anh muốn làm bạn trai em. Sao là thích tôi? Vậy sao bữa giờ né tôi? Dạ anh đừng có mày như vậy mà bắt anh vô tao yêu mày sao nữa. Còn chửi người ta nữa. Có cần phải làm tới mức độ này không? Tại sao mới dẫn đến cái chuyện này? Nói gì nặng lòng quá. Cô lớp đây không có tiền mua lên được gì hết. Mày! Tại sao mày cũng muốn chăm tao vậy vậy? Mày làm gì đây mày đi con heo? Của tôi. Nhất là em phải cho anh biết là em muốn cái gì. Không có im lặng gì nữa. Em muốn yêu. Em gần 40 tuổi rồi. Mai thì không mai. Em yêu trời. Em chưa đủ khổ sao mai? Từng tuổi này rồi bây giờ còn sai một lần nữa là coi như hết đời rồi. Ổng gì yêu đi, dám không? Một cái lý do mà bên Thiên rất là hy vọng khán giả đi xem phim càng sớm càng tốt khi mà phim mới vừa phát hành là vì phim là việc đường các hành của Minh Thiên là mình sẽ phát hành chính thống. Chính thống có nghĩa là mình sẽ phát hành thẳng vào những cái rạp rất là lớn của thị trường Mỹ. Đó là ba cái cụm rạp rất lớn của Mỹ, đó là Regal, AMC và Cinemark.
thì đây là ba một cụm rạp rất lớn và chuyên chiếu những cái phim Hollywood. Mà vì mình phát hình chính thống thì mình phải đưa vào những cái rạp như thế này. Nhưng mà vì mình được đưa vào những cái rạp này thì có hai điều. Một là rất là hãnh diện vì khán giả và người Việt Nam mình hay là khán giả của phim sẽ được đi xem phim một cách thoải mái mà không cần phải lo lắng. Có thể lên trên Fandango hay là AMC, Regal, website đều có thể mua vé đàng hoàng được. Và giá vé cũng giống như là một cái giá vé của phim Hollywood. Thì cái đó là một điều rất hãnh diện vì người Việt Nam mình thì rất là muốn đi xem phim. Và gần, họ sống rất là gần những cái rạp như thế này thì dễ dàng hơn cho việc họ đi xem phim. Nhưng cái điều này cũng có dẫn đến một điều khá khó khăn. Đó là vì mình vào trong những cái rạp lớn như thế này thì có nghĩa là phim của mình phải có một doanh thu nhất định. Có nghĩa là phải có một doanh thu đáng để cho rạp nó tiếp tục giữ phim mình trong rạp. Thì nếu mà cuối tuần mà phim mình không thành công thì người ta sẽ đá ra thôi. Cho nên rất là hy vọng là quý vị hãy tiếp tục đi xem phim. Và cái điều quan trọng là đi xem phim trong cái 3 ngày đầu tiên nó phát hành là cái 3 ngày cực kỳ quan trọng. Là tại vì đa 3 ngày này là 3 cái ngày mà các cụm rạp sẽ dùng để mà định hướng và quyết định cái số mạng của cái phim trong tuần sau. Cho nên nếu quý vị phim phát hành ngày 22 thì thường thường là phim sẽ phát hành vào thứ 6 mỗi tuần. Thì khi mà phim phát hành vào thứ 6 mỗi tuần, ngày đầu tiên khởi hành thì thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 3 ngày cực kỳ quan trọng. Cho nên quý vị hãy cố gắng đi xem 3 ngày đầu tiên. Not bad guys. Mình bình thường mình cũng có được VIP nữa. Where's your mama? Dương đâu? Okay. Dương cũng là người nổi tiếng hả? Trời ơi mọi người, bây giờ mình đã đứng chờ vô nam phim này lần đầu tiên Khang thấy đi nhiều phim premiere của người bạn Thiên của mình. Lần đầu tiên Khang thấy đông đến nỗi vậy mà hầu hết rất là nhiều người nổi tiếng nha. Đúng là mình là người nổi tiếng, mình có lối đi riêng, ai cũng tới để ủng hộ phim mình hết. Wow. Xin chào mọi người, mình tên là Thiên A Phạm, từ công ty 3388 Films. Công ty của Thiên thì là chuyên về sản xuất và phát hành phim điện ảnh ở Hoa Kỳ. Thì công việc của bên Thiên thì rất đơn giản, tức là mình sản xuất phim và mình sẽ cố gắng đem phát hành những cái phim mình gọi là độc lập, nghĩa là không nhất thiết phải là phim Hollywood, nhưng mà phim độc lập là phim của những nhà làm phim mà chỉ được hỗ trợ của những cái system của Hollywood. Thì bên Thiên lại cố gắng sẽ hỗ trợ họ và phát hành phim của họ vào thị trường Mỹ và đi theo đường chính thống. Thì công ty của đang hiện giờ hôm nay là cái đêm ra mắt phim của một bộ phim khá thành công, khá lớn, khá gây rất là nhiều tiếng vang ở Việt Nam, tên là Mai của đạo diễn Trấn Thành. Thì Mai là một bộ phim đã vượt rất là nhiều kỷ lục, đã phá rất là nhiều kỷ lục ở Việt Nam. Cho nên khi công ty 3388 của Thiên quyết định phát hành phim thì bên Thiên đã nghĩ là mình phải làm một cái gì đó cho nó thật lớn, cho một cái bộ phim thật hay như thế này. Thì công ty của Thiên đến bây giờ là hôm nay là ngày 20, thì còn 2 ngày nữa là phim sẽ công chiếu rộng rãi ở khắp nơi. Thì đợt này phim Mai của đạo diễn Trấn Thành sẽ được phát hành ở gần 200 rạp ở 9 quốc gia, ở 2 châu lục trong cùng một ngày. Thì đây là một cái kỷ lục cực kỳ hiếm. Ngay cả những đạo phim lớn của Mỹ cũng chưa chắc là được phát hành rộng rãi ở nhiều nơi và cùng một lúc như thế này. Thì đây là một lần đầu tiên rất là hãnh diện, và bên Thiên rất là hãnh diện vì được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhà sản xuất của phim, đó là Trấn Thành Town và CJHK Entertainment. Nhờ hai người này, họ là hai công ty sản xuất của bộ phim Mai. Và bên Thiên rất là tự hào là một cái công ty luôn luôn tìm cách để phá vỡ kỷ lục, tìm cách để bứt phá, để tìm cách bứt phá để đưa phim của người Việt Nam mình đi khắp năm châu. Thì hôm nay là rất là hoành tráng, là tại vì hôm nay đây là lần đầu tiên đạo diễn cũng là diễn viên Trấn Thành, đây là lần đầu tiên Trấn Thành đến dự một cái đêm ra mắt phim ở Mỹ. Cho nên bà con hôm nay xếp hàng rất là dài. Cho nên bên Thiên cũng cố gắng làm cho thật hay và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ. Phim sẽ được phát hành chính thống, chính thức, ra mắt chính thức vào ngày 22 tháng 3. Nhưng mà sẽ chiếu cho đến khi nào hết khán giả thôi. Cho nên khán giả hay càng đi xem càng nhiều càng tốt, càng đông càng tốt và càng sớm càng tốt. Và như một lần nữa, phim được chiếu rộng rãi ở hơn 200 rạp, gần 200 rạp
ở khắp nước Mỹ và châu Âu. Nãy gì mua popcorn lấy rất là nhiều giấy. Nãy gì nhờ như thế này. Thật sự đối với cái phim này đó thì chị nhớ là ngày xưa có một cái phim mà cô Demi Moore với lại ai đó. Thì chị cũng nói với Tuyết là cái phim này là thật sự cái screenplay nó rất là hay, cái thoại nó rất là hay. Và đó, cái action với lại cái movement của camera nó không làm cho mình chán, nó làm cho mình với lại đối với chị là nếu mà chị sống ở nước ngoài nên cái thoại đó nó rất là quan trọng. Tại vì mình nói tiếng Mỹ, you and I, mình nói những cái này kia, thì cái phim này chị thấy là lời thoại rất là hay, rất là thật, rất là đời. Và đối với chị Đào đó thì cái vai mẹ của chị Đào thì em rất là hiểu, em cũng trong cái hoàn cảnh đó, thành ra it touched me a lot. And chị rất cảm ơn Khánh Thành đã mời chị đến phim này, và chị thấy không? Nói chung cái này là lần đầu tiên mình được trải nghiệm nhiều người chụp hình giống như là cái showbiz của người Việt Nam mình. Oh, Michael được interview rồi. Mình vẫn không. Minh Tuyết. Thấy Minh Tuyết không Úc? Minh Tuyết. Thấy nhiều người nổi tiếng quá nhưng mà chính là tới đây mình coi phim thôi. Okay. Chứ không phải là tìm những người nổi tiếng nè. Chân mày đặc mén quá ha. Thôi đi ngủ đừng có yêu duyên. Quất liền cho chị like to shop. Mày ngon nó ngon xứng đôi vừa lứa. Em ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Mày điên rồi. Tôi cũng tìm rất là có những cái tình tiết rất là bất ngờ. Và đang nghĩ cũng là một cái người mà coi phim rất là khó. Như là những cái phim rất là ít phim để Đăng Nguyên coi lại lần thứ hai. Nhưng mà phim mà Đăng Nguyên sẽ coi lại lần thứ hai. Mình gần rồi mami. Mình gần được làm người nổi tiếng đó mọi người. Mình nói là trước khi mình bước tới đó là Trắng Thành sẽ vào theater. Là những học sinh của Khang ở trường nè mọi người. Các em này nó cũng là tuổi trẻ, cho nên mình là một trong những người trẻ để mình xin chữ ký nhiều, hay là mình là một người lớn chỉ muốn tới đây xem phim mai ra sao thôi. Và phim sẽ ra sao nè mọi người, mình sẽ tìm hiểu thêm. Người mà khi mà mình nổi tiếng quý vị, nó có mệt không ha? Ai cũng chụp hình mình hết. Để đến lúc mà mình cảm thấy mình không có chịu không nổi nữa, mình hay là mình lại thích ha? Có thể là mình lại thích, tại đây là một cái cơ hội để promote những cái phim của mình, đúng không? Ok. Bây giờ như là mình thấy không, nhiều người đứng vòng quanh Trấn Thành. Không biết cái lúc mà Trấn Thành sẽ cảm thấy như là có thể cho mình một cái thời gian im lặng, im tĩnh một không? Wow, look. Có nhiều người hỏi Khang tại sao mình không xuống đó mình quay phim, chụp hình Trấn Thành đi ha. Sẽ được nhiều người coi nhưng mà Khang nghĩ nó cũng không đáng. Để cho người ta một cái sự thoải mái, yên tĩnh một chút. Yeah. Rồi, chị đẹp. Chị này là lần đầu tiên đi nè. Cũng thấy exciting. Rồi cũng nhớ Việt Nam. Việt Nam cũng được đi coi với người nổi tiếng. Không được đi coi, chỉ đi coi bình thường thôi. Nhưng mà thì ra ngoài rạp coi thôi. Nhưng mà thấy cũng toàn là người Việt Nam không trong rạp. Mình cũng thấy ấm cúng. Đang đợi chờ coi là không biết là kết cuộc phim đó như thế nào. Đó. Và thấy nhiều người nói cũng hay lắm nhưng mà không biết rồi. Để coi như thế nào, nghe nói hơi buồn buồn mà cũng không biết sao. Ok, cảm ơn chị đẹp nha. Rồi, enjoy.
khi một bộ phim Việt Nam của mình bước chân vào rạp này. Rạp này không phải là một cái rạp mà mình dễ để mang một bộ phim Việt Nam vào đây để premiere hay là giới thiệu với lại cộng đồng người Việt mình tại hải ngoại. Vì vậy điều đầu tiên đó là chúc mừng cho một bộ phim Việt Nam. Thường thường mình không có ở lại nè, nhưng mà phim hay quá mình phải ở lại mình nghe Q&A của Trấn Thành và cô Hồng Đào. Khổ dữ gì không? Mẹ có làm quá không Trấn Thành kiểu vậy? Nhưng mà em nói thì quý vị, nếu quý vị biết ở dưới quê nó có nhiều cô còn khổ hơn cô Mai nữa. Cô Mai cuối đời còn được làm manager của một cái spa, chứ còn có nhiều cô Mai trên đời thì nếu mà thật sự là không còn cái gì trên đời nữa. Và cái điều khó khăn nhất như anh nói đúng đó là bị betray bởi cái người thân nhất của mình. Thì nói thật với quý vị rằng là đó là lý do vì sao Thành phải làm phim. Bởi vì những cái chuyện này nó vẫn có, hàng ngày nó vẫn đang xảy ra. Và thậm chí có những người phụ nữ là người ta không còn cái cơ hội đi quay trở lại, để người ta dù chỉ nghĩ đến hạnh phúc một lần. Cho nên là Thành luôn muốn mọi người nhìn cái điều này để cảm thấy là khi mà chúng ta không may mắn mình sinh ra với một cái điều gì đó mà mình không thể thay đổi được, đặc biệt là với người thân. Và như Mai cũng có rất là nhiều những cái ám ảnh của cô ấy trong cuộc sống, cho nên là cũng không có còn đạt điểm tin nữa. Nhưng mà quý vị thấy cái kết phim Thành làm như vậy, nhưng người sẽ nghĩ đây là một cái kết buồn đúng không ạ? Nhưng mà buồn hay không là do quý vị định vị. Là những câu chuyện mà Thành làm phim thì thường là đến từ Thành. Thì Thành sẽ là người nghĩ ra luôn cái câu chuyện đó. Thì Thành sẽ nói một cái người writer sẽ viết lại cái câu chuyện đó giùm mình. Và anh ấy sẽ develop thêm, rồi mình sẽ cùng team develop cái kịch bản đó, cái script đó. Và mình nghĩ là cái câu chuyện nào nó thuộc về nằm trong đầu mình, nó là câu chuyện mình muốn kể, thì nó cũng không có gì khó để mà mình kể cái câu chuyện đó ra, tại vì đó là câu chuyện mình muốn kể. Beautiful movie Mike have consistently achieved excellence, with Mike being the highest gross Vietnamese film, giving the prestige of the Oscar and Michelle Yeoh's historic win as the first Asian Best Actress. My question is, as a visionary director like yourself, will you aim to guide your actors such as Hồng Đào towards such recognition? Sẽ là những câu chuyện của những năm sau, những cái năm sau này nữa. Tại vì Thành chỉ đang làm những cái phim để mọi người có thể lắng nghe câu chuyện của mình. Tại vì Thành làm phim không chỉ để entertain people, but I want to send a message. I really mean, Thành muốn gửi thông điệp đến cho mọi người. Và Thành hy vọng là xem xong phim mình, mọi người được heal, mọi người được chữa lành để yêu thương nhau nhiều hơn. Thì nếu như may mắn trong cái quá trình mình làm, and I want to reach out to people, and I have a message, and I want my films to be able to heal when people watch it. But really, from the awards perspective, my hope is for future award festivals, I would love to see best actors go to Phương Anh Đào, the lead actress in mine, and best supporting go to Phương Đào. Cảm giác em rất là cảm động và thấy rất là thực tế, và nó sẽ đem cảm hứng tới với đời sống thật chúng là phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quốc tế. Em thấy phim mình rất là hay và em mong là Trấn Thành sẽ làm thêm nhiều phim hơn để cho toàn khán giả trên đất nước coi. Em được anh Thiên mời tới đây thì em cảm thấy sao? Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc tại vì em đã gặp được các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam qua đây và coi phim chung với các nghệ sĩ ở Việt Nam. Hay, có những khúc rất là cao trào, rất là cảm động, thì cũng nhiều người cũng rơi nước mắt, trong đó có mình. Kết thúc thì hơi buồn chút xíu, cho tại vì cô gái không có được có được cái tình yêu mà cổ muốn, nhưng mà nó lại là một cái happy trọn vẹn nhất cho mọi người. Mỗi một người đều có một cái con đường riêng của họ mà họ chọn, và họ happy với cái điều đó. Trước đó mình cũng có những cái cảm nghĩ đó, thì nó cũng relate to the movie, nên là mình thấy là mình cũng rất là cảm động, thì mình rất là hạnh phúc và
thấy được rằng là người phụ nữ mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải tự lập hơn, mình phải cứng rắn hơn để mình có một cuộc sống hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Mình thấy rất là hay. Cảm ơn. Yeah. Okay. It's a good movie. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Hey, quý khán giả, một lần nữa trở lại chương trình Passport to Thành Công, và Khang sẽ đi lang thang hôm nay nữa. Hôm nay mình sẽ đi lang thang đâu? Và hôm nay Khang đã được cái cơ hội để được mời đi xem phim. Xem phim này gọi là phim Mai, mình hiểu phim Mai nó sẽ ra sao, nó chuẩn bị chiếu bên Mỹ thì nó ra sao. Khán giả nào cùng theo Khang nào. Ok. Theo em thấy thì bộ phim nó rất là hay, ý nghĩa. Nó nói về cuộc đời của một người phụ nữ Việt Nam trải qua bao nhiêu gian khổ, bị phản bội, rồi cuối cùng thì cô cũng được bình yên và làm chủ của một cái công ty spa. Cũng rất là mừng khi mà được anh Thiên gửi vé. Anh Thiên anh Phạm à? Được gửi vé mời đến dự buổi hôm nay và được gặp chú Trấn Thành. Em rất là vui. Em nghĩ là trường chúng em là một trong những trường mà may mắn nhất là được chú Thiên An Phạm gửi vé tụi em. Rất là cho chúng em được nguồn cảm hứng để có sau này để theo sự nghiệp về ngành diễn viên hay là sản xuất phim ạ. Ok, với khán giả năng thì hôm nay Khang rất là được hân hạnh được Thiên. Thiên là một người bạn coi như là từ trung học, high school đúng không? Từ ngày mình làm phim đúng không? Nhưng mà Thiên là người nổi tiếng thì Khang chỉ là đi dạy thôi, nhưng mà đặc biệt hôm nay Khang đi xem đây, các chương trình hôm nay mình thấy rất là nhiều người nổi tiếng ở đây đúng không? Nhưng mà đặc biệt Khang đây, Khang rất là hên là Khang đi ra đây đứng một chút thì Khang thấy người nổi tiếng nhất ngày hôm nay là Thiên. Thì Khang để ý hôm nay đi ha, Khang để ý cái phim của Thiên rất là nhiều người nổi tiếng, nhưng mà Khang chú ý nhất là có rất là nhiều bạn trẻ, các em từ trường trung học. Tại sao Thiên lại dành rất là nhiều ghế đúng không? Là tại vì thường thường mình nói movie premiere là thường thường những người gọi là nổi tiếng được đi lên red carpet đúng không? Nhưng mà Khang chú ý đó, ít hơn là Khang chú ý những các em trẻ có mặt hôm nay. Thì tại sao Thiên hôm nay có rất là nhiều vé, Thiên lại cho các bạn trẻ hôm nay để được xem phim? Thì Thiên là xuất thân từ trường Westminster High. Cho nên, và một phần nữa là hồi mình xuất thân là vì mình vào ngành này ảnh là cũng do vì học ở trường trung học, là high school. Cho nên mình rất là muốn đóng góp với cái trường cộng đồng của trường học. Cho nên mình muốn luôn luôn muốn các bạn trẻ hãy tiếp tục vào nghề và tiếp tục biết về nghề. Thì cái cách duy nhất mà có thể giúp họ biết về nghề và để họ vào nghề và ham muốn và đam mê thì chỉ có phải dẫn họ đến để cho họ thấy. Và nhất là quan trọng nữa, ngoài cái việc là để cho những em trẻ này thấy, mà điều quan trọng thứ hai nữa là để cho cha mẹ của các em trẻ này thấy, thì họ thấy để một người Việt Nam mình mà có một cái sự kiện trọng lớn như vậy và được phát hành trọng lớn như vậy, thì họ sẽ thấy là đây là cũng có thể là một con đường để cho họ coi cho con cái họ đi học bằng ngành nghệ thuật, bằng ngành điện ảnh. Thì đó là một mục tiêu chính mà đêm sau các em bé tới đây, các em trẻ tới đây. Beautiful, cảm ơn Thiên. Khang rất là kiểu như là what do you call emotional. Thôi sẽ Khang nói thiệt mà, you know, like I kid with you, Khang giỡn cái Thiên here and there, nhưng mà Khang để ý hôm nay dù có rất là nhiều người, you know, like có tên tuổi trong cộng đồng mình và trong cộng đồng và điện ảnh đúng không, và ca nhạc, nhưng mà Khang chú ý nhất là các em trẻ, thấy mấy em rất là vui được gặp Trấn Thành, cái nhiều em được chụp hình dưới Harry Won, right? Thì Khang nghĩ cái đó là một cái điều rất là tốt, là tại vì thường thường nhiều lần mình nghĩ đến mấy cái này mình hay quên những người bình thường, nhưng mà mấy người bình thường như Khang thì cũng không sao, nhưng mà Khang thấy mấy em trẻ được cái cơ hội đó thì cảm ơn Thiên nè. Thank you.
Kính thưa khán giả nè, mình mới vừa coi xem Mai xong thì Khang cũng cho khán giả đã xem được rồi, nhiều người cái cảm nghĩ của nhiều người về phim này, từ các em từ trường trung học đến những người bạn bè của Khang. Và theo Khang nghĩ về phim Mai này thì Khang rất là thích nàng, đó là số 1. Nhiều người nào có cơ hội chưa coi thì xin ra ủng hộ phim Mai của hãng 3388 nàng. Nói một lời thôi, Khang thích là tại vì những cái chân thật về cái phim này, gọi là những cái khối cảnh của trong phim rất là giống như cái đời sống người bình thường. Người bình thường, cái đó là Khang thích nhất, tại vì nhiều lần phim Việt Nam là hay những người đẹp hay là che giấu những cái cảnh không có thiệt, thì Khang nghĩ cái phim này có cái đó. Và cái cốt truyện dĩ nhiên Khang không có muốn spoiler alert. Ok, what do you think, Yun? Yes. Yes, very good. Ok, bye bye. Nó dọn vô là có chuyện liền, mà không có này cũng có kia. Em tên gì? Con gái chắc luôn. Cái thằng này bén ngốt à. Tiền mày đập bén quá ha. Thôi đi quỷ, đừng có yêu duyên. Quất liền cho chị, like to shot. Mày ngon nó ngon, xứng đôi vừa lứa. Em ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Mày điên rồi. Một bên dân chơi, tao mới 8. Một bên gái già, lớn hơn 8 tuổi. Thiền sao?